Chào các bạn, trong video này thả theo yêu cầu của một bạn xem kênh YouTube của mình. Các bạn đó muốn mình hướng dẫn cái cách để mà các bạn mở cái ốc đít của cái dòng máy iPhone. Tại vì cái ốc đít của các bạn đó, bạn nó mở ra rất nhiều lần nên cái ốc này nó bị lờn đầu, nó bị tét đầu nha. Khi đó các bạn dùng cái vít đó, các bạn mở ra là nó tuột luộc, nó không có bắt dính cái ốc lại để mà mình. Thì ở đây có một số cách để mình nói sơ qua nha. Để mà mở cái ốc này á, ốc đít của dòng máy iPhone đó, thì các bạn thứ nhất các bạn có thể dùng cái băng keo hai mặt nha, hoặc là các bạn có thể dùng calcinol. Còn cách thứ ba là các bạn dùng mỏ hàn nhiệt, các bạn làm nóng cái ốc đít của dòng máy iPhone. Còn cách cuối cùng á là các bạn có thể dùng cái mũi khoan ha, dùng cái mũi khoan bo mạch á, cái đầu của nó là khoảng 3.3 ly nè, 0.4 ly hoặc là 0.5 ly nha các bạn. Thì tiếp đây mình sẽ đi theo chi tiết từng cách ha. Thứ nhất là mình dùng cái băng keo hai mặt nha các bạn. Ở đây á mình sẽ dùng một cái băng keo băng dính hai mặt nha các bạn. Rồi các bạn cắt cho mình một miếng nhỏ thôi. Miếng dày cũng được nha các bạn. Nói chung các bạn cắt một miếng nhỏ, không cần nhiều lắm. Như đây, mình cắt cái miếng như thế này. Rồi các bạn thao tác, các bạn gõ một phần miếng dính bằng keo dính hai mặt ra. Rồi bạn dán trên con ốc đó luôn nha. Đây mình tách ra một phần rồi. Mình giả sử đi, cái con ốc bên đây nó bị lờn. Ốc bên đây á, các bạn dùng vít á, các bạn vặn vô nó tụt luộc hết, nó không có bám mấy cái răng bên trong của cái ốc này nè. Các bạn lấy băng keo hai mặt, các bạn dán cho mình ngay ốc nó bị chín ốc luôn. Rồi các bạn cố định như vậy nha các bạn. Sau đó các bạn dùng mấy cái ốc này là ốc hình sao ha, cái ốc năm cạnh đó. Rồi các bạn dùng cái vít năm cạnh luôn, các bạn mở ra đúng ngay vị trí mà mình dán băng keo hai mặt luôn nha. Các bạn dán một phần trên ốc một, cho nó bắt dính với cái mũi của tô vít á. Rồi các bạn chỉ cần vặn ra thôi, các bạn ấn mạnh xuống nha, ấn cho này để trên mặt phẳng á, các bạn ấn mạnh xuống, các bạn vặn bằng từ từ, cùng đó các bạn dùng lực nha, cùng lực tác động, các bạn kéo ra. Cố gắng vặn nha, rồi nó ra nha các bạn. Đây à, nó vô lên rồi. Các bạn nhớ các bạn ấn xuống mạnh nha. Rồi các bạn đây, chiếc ốc mà mình đã lấy ra được nha các bạn. Tại vì cái băng dính này nó dính luôn nè. Đây là cái con ốc mà nó bị lờn tưa đầu ha, nó bị lờn đầu mà các bạn bắt nó không dính vô. Thì các bạn dùng cái băng keo hai mặt này á, nhờ cái băng keo hai mặt này nó sẽ làm khít cái lỗ ở đây nè, mà các bạn có thể bắt có gờ các bạn bắt ốc được. Như vậy là xong nha các bạn. Đây nó ốc lờn ha. Cách thứ nhất á, là các bạn đã dùng băng keo hai mặt. Còn cách thứ hai là các bạn dùng cao su non. Cái cao su non là cái cao su gắn ống nha các bạn, gắn vào mấy cái bít cái mấy lỗ ống nước hay cái nói chung là tránh rò rỉ á, hoặc là trong cái hệ thống khí nén á. Đây là cái cuộn cao su non nè, cái băng dính đó bạn, cái băng nè.
thì các bạn nói chung các bạn cũng làm tương tự nha, các bạn cũng cắt một mẫu. Rồi, mình lấy một miếng này nha các bạn. Ở đây á, mình giả sử nó bên đây nè, nó cũng bị lờn nha, hoặc nó bị toát đầu á, thì các bạn cứ bỏ nhét cái băng keo dính này vô, làm tương tự như cách 1. Nhét đúng vị trí nó nha các bạn. Các bạn đừng có dày quá nha, cái miếng mỏng mỏng thôi, để các bạn ém ém vô, chứ đừng có các bạn dày quá nó không mấy nha. Dí sát đầu ngay cái đầu của vị trí ốc á. Rồi các bạn vặn, tiến hành các bạn vặn. Cái miếng cao su non nha các bạn. Rồi, nó ra lên rồi các bạn. Đây là vị trí ốc mà nó bị toét đầu nha các bạn. Tại vì á, các bạn dùng băng keo một là dùng băng keo mặt, hay là các bạn dùng casino nó sẽ lấp đầy cái lỗ đó, rồi nó sẽ tạo cái độ bám dính, cái độ bám dính, cái độ ma sát bên trong cái con cái khoảng trống của con ốc này nè, hay cái lỗ này nè, nên nó sẽ ma sát, nó sẽ kết dính nhờ cái tua vít này. Các bạn nhớ khi mà các bạn thao tác, các bạn ấn mạnh xuống nữa, bạn sát vô, chứ các bạn đừng có để cho nó hở bên ngoài á. Và tiếp các bạn cố gắng vặn thật sát vô là ốc này nó sẽ tuôn ra nha các bạn. Một điểm cần lưu ý quan trọng nữa là cái vít đó, các bạn nên chọn cái vít xịn nha các bạn, cái đầu mũi nó xịn nha. Tại vì các bạn nếu mà chọn mấy cái vít mà vít lô, vít dỏm á, thì nó cũng ma sát rồi nó dễ bị mòn cái đầu này nè, tiếp xúc được với cái con ốc nha các bạn. Nên tốt nhất á, là các bạn lựa chọn, quan trọng nhất là các bạn dùng cho mình cái tua vít mà loại tốt á, loại xịn á, để mà khi mà các bạn vặn vô á, là nó cái đầu này nó không bị mài mòn ha, nó không bị tròn, nó còn cái khía để mà các bạn bắt vô ốc á nó dễ. Nè các bạn vặn nha, rồi cái tiếp nữa là cái bước thứ ba, các bạn có thể dùng mỏ hàn nhiệt ha, đây là mỏ hàn nhiệt ha, các bạn có thể làm nóng cái ốc bị toét lên để mà các bạn vặn vô cho nó có thể nó tương ra nha các bạn. Nhưng mà các bạn lưu ý khi mà các bạn áp dụng cách 3, nếu mà cái chân, cái phần bắt ốc á nó bằng nhựa là nó dễ bị, tuy nó làm ốc nó dễ bị tháo ra, nhưng mà nó đồng thời là cái nhựa nó dễ bị chảy luôn nha các bạn. Nên các bạn cái áp dụng cái cách này á, cho những cái phần mà ví dụ như cái máy nó bị rơi vỏ hoặc là nó bị vô nước nhiều á, mà ốc nó bị oxy hóa mà cái vỏ nó quá tạ, thì các bạn có thể dùng ở cách này, các bạn phá vỏ luôn nha. Tại vì khi mà các bạn dùng mỏ hàn nhiệt á, các bạn làm cho ốc nó nóng lên thì cái phần nhựa bên đó phía dưới nó cũng chảy ra luôn. Để làm cách 3, các bạn có thể dùng cái mỏ hàn này nè, các bạn làm nóng lên nha, cho nó thật nóng. Rồi mình giả sử đây là cái máy Nokia đi, rồi các bạn nóng á, các bạn chích vô đây nè, chích vô ngay vị trí ốc mà không tháo ra được á, nó vặn ra hoài không được á, là bạn chích vô đây nè, chích cho các bạn đỡ nguyên vị trí ốc này cho nó nóng á, nóng thật nóng. Rồi các bạn xoay cái đầu mũi của cái mỏ hàn này nè, các bạn chú ý làm khéo nha, tại vì cái mỏ hàn này nó sẽ làm chảy mấy nhựa.
Nên khi mà các bạn áp dụng cái cách thứ ba này, dùng cái mỏ hàng á, đồng thời các bạn phải lưu ý cho mình là nó dễ với cái, đối với những cái vỏ mà nó còn nhựa thì nó ốc nó nóng, nó dễ mở, nhưng mà nhựa nó đồng thời nó chảy ra nha các bạn. Khi mà mở được cái ốc á, cái thật có nhiều trường hợp á là cái vỏ nó hư luôn nha các bạn. Nên các bạn phải lưu ý trường hợp này cho mình. Tùy đa phần cái điện thoại á, nó thiết kế vỏ nhựa nha các bạn. Phần chi tiết bên trong á, mấy cái phần ốc bắt ốc luôn á. Nên khi mà các bạn dùng cái mỏ hàng á, các bạn chích vô đây thì nhiều khả năng là nó hư luôn cái phần nhựa đó luôn nha các bạn. Rồi, tiếp theo đây mình sẽ đi theo cách thứ tư ha. Cái trường hợp mà những cái cách trên mà các bạn làm không được á. Nè, các bạn dùng băng keo hai mặt nè, làm không được nè. Dùng cao su non hoặc là dùng máy hàng nhiệt các bạn không mở được. Thì cái cách cuối cùng á là các bạn dùng cái mũi khoan bo mạch cho mình nha. Các bạn ra cửa hàng á, các bạn mua cái mua nói là mua bán cái mũi khoan bo mạch á, nó tầm khoảng 0,3 ly nè, 0,4 ly hoặc 0,5 ly. Rồi các bạn bắt vô vị trí ốc nha các bạn. À, mũi khoan bo mạch nó cực nhỏ nha. Nó nhỏ thì vừa đủ mà các bạn có thể khoan vô. Như cái ốc Nokia nè. Các bạn có khoan vô nha. Khoan cho nó toét đầu ra ha. Toét cái phần G của nó, hoặc là ngay cái máy iPhone cũng vậy. Mình giả sử nha, đây là cái con ốc nó bị lờn đầu, nó bị toét đầu á. Các bạn lấy cái mũi khoan mà nhỏ, cỡ nhỏ nhất có khoảng 0,3 ly. Nên chọn cái mũi khoan nhỏ nha bạn, khoảng 0,3 ly thôi. Rồi các bạn khoan thử khoan sơ vô đây nha. Khoan đến khi mà cái phần dù của nó nhỏ nha các bạn. Đây nè các bạn. Đây là những phần dù. Các bạn khoan chút xíu lại đây, nó vừa chớm mòn cái này á là bạn có thể lấy ra được rồi. Các bạn khoan, ví dụ nó bị hai con thì các bạn khoan hai lỗ, phải là một con thì các bạn khoan một lỗ thôi. Rồi cái ốc này, cái phần dù này nó rất mỏng nha các bạn. Các bạn khoan vừa chớm là nó mòn cái đầu này rồi là bạn có thể tách ra được nha. Khi đó các bạn có thể trượt đẩy lên để lấy nắp pin ra nha các bạn. Các bạn chưa để cái, tại vì cái hai đầu này nó mòn rồi, nó không cái bát để mà nó bắt vô cái phần G nữa. Các bạn đã lấy ra được cái nắp pin ha. Còn một cách nữa là khi mà các bạn khoan á mà nó cảm thấy là nó chạm vào cái phần sườn nè, cái phần mặt ốc này á, thì một cách nữa là khi mà cái ốc của mình á, các bạn có tạo lỗ ở đây nè, cái lỗ là lỗ tròn, thì các bạn có thể dùng cái mũi hàng nè, dùng dây chì á, là chì bột á, đắp lên cái lỗ này, đắp phủ kín luôn nha. Sau đó các bạn dùng một ốc khác, các bạn hàn nối vô. Mình giả sử nha, cái lỗ này á là các bạn đã khoét nó gần đến rồi, nhưng mà các bạn không muốn là nó chạm vào cái phần sườn, thì các bạn lấy mỏ hàng với cái dây chì hoặc chì bột, các bạn đắp lên cho nó ấy, rồi các bạn lấy con ốc khác các bạn hàn nối tiếp vô, chấm chì các bạn chấm chì cho nó chì nó không chảy đâu mọi người. Lấy cái con ốc khác á, rồi các bạn ép vô đây, ép vô cái lỗ này nè, rồi để cho chì nó nguội á, là từ con ốc này, ốc là ốc tốt nha các bạn, ốc mà có thể các bạn mở ra được á, các bạn có thể dùng bút ba ke các bạn mở được. Phần ốc này, ốc trên nó chuyển động quá thì nó sẽ kéo theo, nó ốc dưới luôn nó bung ra theo nha. Thì trên đây là một số cách để mà các bạn có thể lấy được ốc bị toét đầu nè, hoặc bị mòn á, bị lờn mà các bạn dùng cái vít mà các bạn mở không được. Rồi đối với những cái trường hợp bình thường các bạn, thì mình dùng cái cách thứ nhất là đã mở ra được rồi. Cái ốc bình thường nha, nó bị toét đầu quá mà nó không bị siết chặt quá, hoặc là nó không bị rỉ sét gì đó, là các bạn dùng cái cách thứ nhất nè, dùng băng keo hai mặt. Hoặc là các bạn dùng cách thứ hai là cao su non, hai cái loại này á là các bạn mở ra được rồi. Còn đối với những trường hợp mà nó bị rỉ sét quá, hoặc nó bị ấy, là các bạn có thể dùng cái mỏ hàng các bạn chích. Hoặc là các bạn dùng cái cách thứ tư là ví dụ dùng mũi khoan nha, các bạn khoan
đối với những cái ốc mà nó bị oxy hóa rỉ sét á, thì các bạn không thể mà dùng cái cách mà hàn nối tiếp được, thì các bạn có thể hàn bỏ luôn cái phần dù đi không bạn. Có nghĩa là cái phần đầu bằng của con ốc á, cái phần mà ốc á, các bạn làm sao để cho cái đầu này á nó bằng phẳng, nó cái như nó mòn gần hết đi, rồi bạn bẻ ra cũng được. Nói chung á là mình nói các bạn, nhiều các bạn có thể hình dung được, nhiều bạn chưa hình dung thì các bạn cứ làm đi, các bạn sẽ thấy, các bạn khoan lỗ nha. Còn đối với những trường hợp mà dùng máy hàn nhiệt á, mà cái vỏ của nó bằng kim loại, thì các bạn có thể không sao. Còn đối với những cái vỏ bằng nhựa này á, thì các bạn lưu ý nha. Và chích cái mỏ hàn ở đây á, ốc nó dễ lấy ra, nhưng mà đồng thời cái nhựa này nó chảy luôn nha các bạn, là nó không còn cái bát đó mà nó giữ ốc này nữa. Nên các bạn lưu ý cho trong trường hợp này cho mình nha. Nói chung là các bạn làm cách nào đó, một trong bốn cách này nè, hoặc là các bạn có thể các bạn sáng tạo ra cái cách khác, miễn sao là cái mà các bạn, mục đích của các bạn á, là tháo được con ốc ra nhưng mà cái vỏ nó còn nguyên nha, đối vỏ đẹp. Còn đối với những vỏ xấu quá hoặc là vỏ tàn quá thì các bạn muốn thay vỏ mới, các bạn bỏ luôn, là các bạn chơi phá vỏ luôn ha. Các bạn dùng mỏ hàn các bạn chích ra đây, sau đó khi mà chích vô á, để các bạn lấy được cái vỏ, cái phần vỏ ra rồi, thì các bạn có thể dùng kềm á, các bạn vặn ốc nó ra nha, là rất dễ ha. Rồi đối với những cái cách mà mình đã trình bày trên á, thì các bạn có thể áp dụng cho tất cả các loại điện thoại di động nha, không riêng gì iPhone đâu. Mình sẽ nói sơ qua các loại ốc dùng trong điện thoại di động nha các bạn. Như cái dòng máy iPhone á, nó sẽ dùng cái ốc 5 cạnh hình sao ha, là mấy ốc đuôi á các bạn. Trường hợp này rất hay bị lờn nha, bị lờn đầu hoặc trát đầu á, các bạn vặn không ra, các bạn siết chặt mà không ra được, thì các bạn cũng có thể áp dụng mấy cái cách mà mình vừa trình bày ở trên này, dùng băng keo hai mặt hoặc dùng cao su non, hoặc là dùng mỏ hàn nhiệt á, các bạn tác động lên nha. Nè các bạn, hai ốc đuôi nó sẽ dùng ốc hình sao ha, ốc năm cạnh á, hình sao. Còn bên trong nó sẽ, đặc biệt là cái máy dòng máy Samsung nào hoặc là bất kỳ hãng nào á, đa phần người ta dùng cái vít ốc ba ke nha các bạn, dùng cái vít ba ke để mở ốc bốn cạnh này ra. Ốc bốn cạnh là ốc chữ thập á. Đây vị trí ốc của nó nè các bạn, mới dòng máy iPhone là mấy ốc này nè, sau cái ốc hình sao năm cạnh đó thì đây là những cái ốc bốn cạnh nha các bạn, rất phổ biến ha. Còn những cái máy dòng máy iPhone là thì chi xưa nay là nó dùng cái ốc chữ thập á, ốc bốn cạnh á, là mình phải dùng cái tua vít ba ke để mà mình mở ra được. Là các bạn, cái tua vít ở vít ba ke nó có dấu hiệu chữ thập rồi các bạn. Cái đầu tua vít là có bốn cạnh ha, dùng để mở ốc bốn cạnh ha. Rồi còn tiếp theo đây á, mình sẽ nói về cái ốc hai tầng nha các bạn. Trong cái dòng iPhone 4 Pro Max các bạn, nó sử dụng ốc hai tầng. Ốc hai tầng nghĩa là sao? Đây nè, ở trên đây là có ốc hai tầng nha các bạn. Phần trên đó nó sẽ có một cái răng, cái ren để bắt ốc con ốc tiếp theo. Đây các bạn, cái tầng ốc ở trên á, cái tầng trên là một con ốc nha các bạn, ốc tầng này nè. Rồi khi các bạn tháo ốc này ra, nó sẽ có một ốc nữa nằm dưới cái vị trí này nè, là gọi là cái ốc hai tầng nha các bạn. Đây cái vị trí nè, cái trên này nó có tạo ren nha các bạn, nó bắt ốc nhỏ hơn ở trên. Thì nói chung cái ốc này có hai tầng, hai lớp á. Rồi để mà mở ốc hai tầng này ra, các bạn thì dùng cái vít dẹp nha các bạn. Vít dẹp là hay sử dụng ha. Rồi đây là ốc hai tầng của nó nè các bạn.
thì lúc nãy mình có nói á các bạn, cái cách mà mình dùng cái mỏ hàn á kết hợp với mũi khoan nè. Mình giả sử như con ốc này á nó bị tương rang nha các bạn, nó không còn cái độ ba để mà bắt ốc, chỗ bắt ốc nữa. Khi mà các bạn bắt ốc vô là nó bị tuột ra. Thì trường hợp này á, các bạn có thể dùng cái mỏ hàn này nè, các bạn khoan lỗ sơ sơ để cho nó tạo cái độ để mà bám đá bám chì á. Sau đó các bạn dùng cái mỏ hàn, các bạn mỏ hàn các bạn thông á, các bạn chích chì vô đây nè, chích vô đây cho nó thành một cục chì, nó dính vô trên trên cái nắp của cái ốc thứ nhất nha các bạn. Rồi sau đó các bạn cũng dùng ốc thứ hai các bạn gắn vô đây ha, hàng vô cái phần chì á để các bạn mở ra được nha. Nó giống như cái trường hợp mà ốc hai tầng nè, cái tầng đầu tiên á, thay vì á nó các bạn bắt bằng ren đúng không, thế nào các bạn, những cái ốc hai tầng nè nó bắt bằng ren ha, thì ở đây á mình sẽ dùng chì ha các bạn, mình kết dính hai con ốc này lại với nhau. Rồi sau đó cái con phía dưới á nó bị tương răng, nó không có bắt được thì mình sẽ dùng con ốc thứ hai nó còn răng á. Rồi các bạn dùng hàng cho chín dính mồi, các bạn mở ra nha. Khi mà mở ốc thứ hai á nó sẽ kéo theo nó ốc thứ nhất là mở được luôn nha. Thì nói chung á, ở nhà thì các bạn có thể tùy biến được để mà mở ốc này ra. Thì trên đây là một số phương pháp nha các bạn. Còn ốc á, ngoài những cái loại ốc này ra thì còn cái ốc sáu cạnh nha, ốc Nokia các bạn. Đây là những con ốc sáu cạnh, thì nó sẽ dùng cái vít T5 T6 nha các bạn. T4 cũng vậy, nói chung là vít tùy theo lại kích thước của ốc á mà mình dùng cái vít tương ứng của nó ha. Nhưng mà cái này ở đây ví dụ mình cái máy này á mình sẽ dùng cái vít T5 nha các bạn, mình đã mở ốc này ra. Rồi đây là ốc sáu cạnh nha các bạn của Nokia. Thì Nokia từ xưa đến giờ nó hay sử dụng cái ốc sáu cạnh này nè. Còn Samsung á nó dùng cái ốc mà bốn cạnh á, dùng cái vít ba ke để mở. Còn cái ốc mà hình sao này á, năm cạnh là cái chuẩn của ốc Apple rồi. Ốc đít á, bất kỳ như hầu như đa phần cái máy nào á nó dùng ốc 5 cạnh hết nha. Rồi, vậy là video này á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách các bạn mở cái ốc mà khi mà các bạn dùng cái vít tua vít các bạn vặn vô nó không ăn nha các bạn, hoặc là bị lờ hoặc là bị toét đầu á. Thì một số cách trên đây mình đã trình bày rồi, các bạn có thể áp dụng hoặc là các bạn có thể sáng chế ra cái cách nào đó để mà mở ốc cho hiệu quả, thì các bạn có để lại comment dưới video nha. Mình sẽ hướng dẫn cho một số bạn khác để mà các bạn thao tác được thành công. Video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.